tại sao hai cửa hàng bánh mì sản phẩm như nhau giá bán như nhau lại có cửa hàng bán được nhiều mà lại có cửa hàng bán được ít nghe đến câu hỏi này mình thấy ngộ ngộ a à. mình thực sự rất là may mắn anh em ạ à. đã được vận hành hơn 1.000 cửa hàng bánh mì trên đất nước việt nam này và mình luôn đặt câu hỏi tại sao như thế này và tại sao như thế kia tại sao cửa hàng này bán được bánh mì nhiều hơn và tại sao cửa hàng bánh mì kia bán được nhiều hơn và hôm nay mình phân tích cho các bạn một số điểm như sau cái cửa hàng bánh mì bán được nhiều hơn đó là sẽ có nhiều người biết về cửa hàng đó hơn tin cửa hàng đó hơn và thích cửa hàng đó hơn qua đây thì mình chia sẻ cho bạn một số cách để bạn có thể làm được luôn đó là chọn vị trí mặt bằng để cho nhiều người biết và sẵn sàng làm những chương trình khuyến mại nhiều để cho nhiều người thử và thích tiếp theo nữa là cửa hàng bán được nhiều bánh mì hơn có cái thái độ phục vụ tốt hơn chăm sóc khách hàng ân cần hơn chiến lược tiếp theo nè làm cái bảng hiệu to hơn nổi hơn bắt mắt hơn màu sắc rực rỡ hơn nếu là xe đẩy bánh mì thì làm cái xe bánh mì to hơn hoành tráng hơn tiếp theo dùng loa âm thanh và gấu ra nhảy cho nổi bật tiếp theo đẳng cấp nhất bây giờ này hãy sử dụng video marketing hãy làm một ngàn cái video nói về cửa hàng bánh mì của mình và còn rất là nhiều những chiến lược khác mình sẽ làm video sau để chia sẻ cho anh em anh em nhớ follow kênh của mình nhé